Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin nhanh của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2018, lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã được cử hành trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, quận Nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, bộ, ban ngành, tổ chức đoàn thể của Trung ương và các tỉnh thành trong cả nước, các tầng lớp nhân dân, bạn bè, đồng chí đã từng gắn bó với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, đã đến viếng và trân trọng ghi những lời cảm tưởng về nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Sáng nay, ngày 22 tháng 3, lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải được tổ chức lúc 7 giờ 30 phút. Tại thời điểm này, thì mọi công tác cho lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã hoàn tất. Và nhóm phóng viên của chúng tôi sẽ thông tin đến chi tiết đến quý vị ngay bây giờ. Xin được mời anh Tam Điệp từ Hội trường Dinh Thống Nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn biên tập viên Việt Cường và cũng xin được kính chào quý vị và các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại Hội trường Thống Nhất, nơi đây sẽ diễn ra lễ truy điệu theo nghi thức quốc tang cố Thủ tướng Phan Văn Khải. Phía bên ngoài tôi đây thì hiện giờ dòng người đang xếp hàng để chờ được vào dự lễ truy điệu và an táng nguyên Thủ tướng Phan Khải đang rất đông. Và mọi công tác chuẩn bị cũng đã được hoàn tất để cho cái lễ tang chính thức được bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay. Tham dự lễ truy điệu sáng nay có sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các vị nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước và hơn 5.000 đồng bào chiến sĩ đang có mặt tại hội trường. Dự kiến thì lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được diễn ra từ lúc 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút tại Hội trường Thống Nhất. Sau đó thì đoàn xe tang sẽ đưa linh cữu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải về an táng tại quê nhà Củ Chi. Trong ít phút nữa thì lễ truy điệu sẽ được diễn ra và chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những hình ảnh chân thực nhất từ Hội trường Thống Nhất nơi diễn ra lễ truy điệu. Còn bây giờ thì xin được trở lại trường quay với biên tập viên Việt Cường. Vâng, anh Tam Điệp. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày qua, ngày 20 và ngày 21 tháng 3 năm 2018, thì đã có 2.046 đoàn với 108.000 người đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Dinh Thống Nhất của thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là Trung tâm Hội nghị Quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội và tại quê nhà. Trong đó có 231 đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế. Thank you.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận và tổng hợp được trong hai ngày viếng vừa qua. Sau khi được tin nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải qua đời, thì đông đảo người dân đã đến nhà của nguyên Thủ tướng ở Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Hà Nội và Hội trường Dinh Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh để tưởng nhớ và vĩnh biệt nhà lãnh đạo bình dị, gần gũi, một người anh thân thiết và chân tình. Nhiều kỷ niệm cũng đã được ôn lại đầy xúc động trong những ngày vừa qua. Vì là nguyên một thủ tướng rất là giản dị bình dân, nói cho dân cho nước. Nghe tin ông mất rồi rất là đau lòng buồn đấy. Thế sao cái mình cảm thấy cái nó buồn liền, nghe tin là nó đã buồn rồi. Anh là con người làm việc hết sức mình, cũng hết sức mình. Củ Chi tụi em cũng đã đi viếng rồi mà để thể hiện lòng nhớ thương về bác thì tụi em xuống tới tận đây để viếng. Hiền hòa, sống rất vui vẻ, hòa đồng với nhân dân. Thế nên là người mà rất có công đổi mới với đất nước Việt Nam. Là cứ đến hè là có một đợt đi thăm viện bảo tàng ở dưới Leningrad ấy. Và anh Khải thì anh rất là mê về nghệ thuật. Cái điều rất tiếc là không được gặp anh, nhưng mà trong mối tình của anh em vào Plekhanov vẫn như là trong anh. Khi anh em gặp nhau luôn luôn nhớ đến anh Sáu Khải. Bức chân dung tôi đang vẽ như vậy mà tôi chưa được cho giao tận tay chú thấy. Như vậy là cái lời mộng ước và cái muốn nhìn hai bức chân dung là cụ Tổ Hòa Khoan và bức chân dung của chú không đạt được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những giọt nước mắt tiếc thương cũng đã rơi. Và lúc này đây thì lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đang được diễn ra tại Hội trường Dinh Thống Nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ Hội trường Dinh Thống Nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đồng chí, đồng bào, bạn bè và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Phan Văn Khải về nơi an nghỉ cuối cùng. Thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, đồng chí Phan Văn Khải sinh ngày 25 tháng 12 năm 1933 tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Được thừa hưởng truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng năm 1947. Khi 14 tuổi, đồng chí tham gia đội thiếu nhi cứu quốc xã. Tháng 7 năm 1959, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Với hơn 70 năm hoạt động cách mạng, từ khi tham gia phong trào cách mạng ở quê hương Hóc Môn gia đình đến khi giữ cương vị đứng đầu chính phủ, cuộc đời của đồng chí Phan Văn Khải gắn liền với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trên các cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí luôn trăn trở, tìm tòi, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cùng với Trung ương Đảng, Chính phủ, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, thu được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.
trải qua thời gian dài hoạt động cách mạng và đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu, phẩm chất cần kiệm liêm chính trí công vô tư của người đảng viên cộng sản, làm hết sức mình để giữ gìn tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, sống gần gũi gắn bó với nhân dân, được đồng chí đồng bào tin cậy quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng. Trong công tác, đồng chí là một cán bộ lãnh đạo có tầm tư duy chiến lược, bản lĩnh, sáng tạo, tận tụy, luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định tổ chức thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Trong gia đình, đồng chí là người chồng, người cha, người ông mẫu mực, đức độ và giàu lòng nhân ái. Với 85 tuổi đời, 59 năm tuổi đảng, đồng chí Phan Văn Khải đã phấn đấu trọn đời mình và có những cống hiến lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Đảng, Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý như huân chương Sao Vàng, huy hiệu 55 năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, đồng chí, cán bộ và chiến sĩ cả nước trân trọng, học tập và noi theo. Thưa đồng chí Phan Văn Khải, anh Sáu Khải kính mến, hôm nay chúng tôi có mặt tại đây để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và tình cảm sâu sắc tiến đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Vĩnh biệt anh, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa anh Sáu Khải, anh ra đi, nhưng hình ảnh và những cống hiến của anh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta mãi mãi in đậm trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng ta xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Phan Văn Khải lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải, anh Sáu Khải kính mến của chúng ta. Phúc mặc niệm bắt đầu. Thank you.
Xin trân trọng kính mời đại diện gia đình phát biểu cảm ơn. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban lễ tang nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và đồng chí thành viên ban lễ tang nhà nước. Kính thưa các bác, các chú nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước, thưa bà con, cô bác, anh em nội ngoại, bạn bè thân hữu, thưa đồng chí đồng bào, cha ông cố của chúng tôi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, người con của quê hương Củ Chi vừa đi hết chặng đường đời gần 90 năm. Trong thời gian lâm bệnh nặng, cha tôi đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ chu đáo của Đảng, nhà nước, của bà con, cô bác, anh em nội ngoại, của bạn bè, đồng chí. Trong những ngày tổ chức tang lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cơ quan đoàn thể ở trung ương và địa phương, bạn bè quốc tế và nhân dân khắp nơi trong nước, bà con người Việt Nam ở nước ngoài đã đến phúng viếng, chia buồn, gửi điện chia buồn tới gia đình chúng tôi. Tình cảm và sự giúp đỡ đó đã giúp gia đình chúng tôi vượt lên trên những khó khăn mất mát. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bác, các chú nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước, bạn bè quốc tế, các lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan đoàn thể ở trung ương và địa phương, bà con, cô bác, anh em nội ngoại, bạn bè, đồng chí, đồng bào về những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đó. Chúng tôi vô cùng xúc động và xin mãi mãi ghi ơn. Xin chân thành cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ cảnh vệ, nhân viên phục vụ đã ngày đêm tận tâm, tận lực cứu chữa và chăm sóc cha tôi. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thông Hội. Chân thành cảm ơn lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh và bà con xóm giềng. Cách đây tròn 6 năm, gia đình chúng tôi đã chịu một mất mát to lớn. Tiễn đưa mẹ chúng tôi là bà Nguyễn Thị Sáu về với tổ tiên, và hôm nay lại xót xa, đau đớn vĩnh biệt người cha vô cùng kính yêu về nơi an nghỉ cuối cùng. Biết rằng sinh tử là lẽ tự nhiên, nhưng với gia đình chúng tôi, mất mát này là nỗi đau vô hạn. Sinh ra khi nước nhà còn trong cảnh lầm than, cha tôi đã trải qua thời thơ ấu cơ cực và thiệt thòi, nhưng được ông bà ngoại ân cần nuôi dạy với ý chí tự lập vươn lên, được Đảng giác ngộ và bồi dưỡng, được nhân dân đùm bọc che chở, cha tôi đã kiên trì phấn đấu đi chọn đời một người cán bộ của Đảng, của nhân dân, và hôm nay thanh thản trở về với tổ tiên. Gần 90 năm trên cõi đời, trong đó
hơn nửa thế kỷ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, ông đã để lại hình ảnh rất sâu đậm trong lòng con cháu về người cha, người ông có tấm lòng nhân hậu, bao la, luôn quý trọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp ở mỗi con người, kiên trì, nhẫn nại, vượt lên những khó khăn, thách thức, hết lòng, hết sức vì công việc. Một tấm lòng trong sáng, vị tha, thủy chung với đồng chí, bạn bè, tình thương yêu sâu nặng với gia đình, con cháu, với sức cảm hóa lớn lao. Thưa ba, kính yêu, trước linh cữu của người, tất cả con, cháu, chắc quặn lòng xót xa đau đớn, nhưng rất tự hào về người cha, người ông, người cố kính yêu của mình. Những lời dạy bảo, khích lệ của ba mãi mãi khắc sâu trong tâm trí chúng con, dẫn dắt con cháu vươn lên trong cuộc sống. Chúng con xin hứa noi gương ba, tu dưỡng, nuôi dạy con cháu trở thành những người tốt như ba thường căn dặn. Cầu mong cho ba được siêu thoát trong lòng đất mẹ Củ Chi, gặp lại bà nội, gặp lại mẹ và phù hộ cho con cháu được bình yên. Xin vĩnh biệt ba kính yêu. Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải xin được kết thúc. Kính mời đại diện gia đình, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Lào đi vòng quanh linh cữu để tiễn biệt đồng chí Phan Văn Khải. Xin trân trọng kính mời.
trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan tổ chức và gia đình đứng hai bên phòng tang để lễ di quan được bắt đầu. Cán bộ túc trực ra khỏi vị trí. Đội trưởng đội tiêu binh vào gấp quốc kỳ. Và là nhiệm vụ qua. Thank you.
quan. Kính mời đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội lên vị trí phía trước hai bên vị trí. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày quốc tang thì linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được di quan về lại quê nhà Củ Chi để an táng, và lộ trình đưa linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã được ban tổ chức tang lễ nhà nước đưa ra như sau. Từ hội trường Thống Nhất, đoàn sẽ đi qua đường Lê Duẩn, Pasteur, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Thúc Duyệt, Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa, Trường Chinh, Quốc lộ 22, Trần Minh Nhật, và sau đó về đến nhà của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Thưa quý vị và các bạn, từ sáng sớm nay thì hàng trăm người dân đã đến nhà ông ở quê nhà để chờ đón linh cữu và thắp nén hương để tiễn biệt bác Sáu Khải. Từ ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tuyến đường mà linh cữu của cố Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ đi qua để về quê nhà an táng sau lễ truy điệu tại dinh Thống Nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Và những người dân trên tuyến đường này ngày hôm nay thì đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị những cái công tác để đón linh cữu của cố Thủ tướng về quê nhà. Từ hồi chiều hôm qua chứ không phải là đợi tới sáng sớm là đã lập một cái bàn phương án để mà tỏ lòng cũng như là tôn kính bác đó. Ngày hôm nay là bác đã vĩnh viễn ra đi rồi. Hôm nay ai ở con đường này người ta cũng dậy sớm đi quét tước cho nó sạch sẽ, cũng có bình bông và bát nhang, mà chút xíu là
sắm dĩa trái cây để nay đón cụ về. Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những hình ảnh được trực tiếp từ hội trường Dinh Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thank you.
Thưa quý vị và các bạn, sau lễ truy điệu tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, linh cữu của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà trong khuôn viên của gia đình tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi an nghỉ của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là một khu vườn an tĩnh, rợp bóng cây và nằm cạnh phần mộ người vợ quá cố của ông. Đây cũng là tâm nguyện của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Những công đoạn cuối cùng chuẩn bị phần mộ an táng cho nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã được hoàn tất. Nơi an nghỉ của nguyên Thủ tướng trong khuôn viên khu vườn của gia đình nằm cạnh phần mộ người vợ quá cố của ông. Đây cũng là tâm nguyện của nguyên Thủ tướng, gia đình và cũng là của người dân quê ông. Tâm nguyện của chú lâu rồi, là hầu giờ thím mất á, thì tâm nguyện chú đã có sắp sẵn rồi, làm mộ trước rồi, là cũng như làm hai cái mộ trước rồi, là làm nguyện phải về đây với thím, đó, cái đồi đó đó, là tâm nguyện vậy á. Chưa giờ là ổng tỉnh, rất là tỉnh táo, hầu mà chưa ra đi, chưa bệnh là đã có tính toán xong rồi. Nếu ông về đây, mộ ở đây, thì trong lòng mình cứ nghĩ ông vẫn còn dương vấn ở đây. Nó không có, nó ít cái khoảng cách xa rồi. Thay vì ông ở đâu, từ từ, năm tháng này nhà khoai. Chứ ông ở đây, mình cứ nghĩ nhà ông ở đây, ông bà ở đây, cũng như bà mất. Nhưng mà ông ở đây, luôn luôn ở đây thì nhìn đấy, hai người ở đây. Đứng về tình cảm thì cô nghĩ là để ông nằm gần bà tại quê hương của mình, đó là tốt nhất và cũng đúng với nguyện vọng của ông. Mà cô nghĩ là cái người đã chết rồi, à, thì cái gì mà nó đáp ứng được cái nguyện vọng của mình thì đó là một điều rất là hạnh phúc. Với người dân ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, việc ông Hai được an giấc ở nơi chôn rau cắt rốn, nơi dòng họ Phan bao đời an cư lạc nghiệp là điều thiêng liêng. Rất nhiều người đã đến thắp hương và thăm phần mộ của ông. Cô cũng mong chú về đây, tại vì nó gần gũi với quê hương đó. Quê hương mình có một thủ tướng như vậy mà ai cũng quý, cũng thương hết. Thì để cho có cái di tích đó con, di tích rồi ai cũng có được, có thăm được. Còn ở chỗ xa xôi quá, mấy chỗ đó thì mình cũng khó mà vô. Nên như vậy vô dễ lắm. Ông an táng ở đây thì ở quê hương Củ Chi rất là danh dự, được rất là vui mừng. Thì được là có một cái kính viếng và có một thăm viếng trong các cái ngày lễ như là ngày giỗ, ngày cúng hay là cái ngày gì đó thì cũng được gần gũi và bà con ở đây ta cũng là biết ơn công lao của ông. Nguyên Thủ tướng an nghỉ nơi quê nhà, người dân cảm nhận được họ vẫn được gần ông, vẫn dễ dàng đến thắp hương cho ông và vợ ông những nén nhang tri ân tưởng nhớ. Thưa quý vị, để phục vụ người dân tham gia lễ tang nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã quy động 15 chiếc xe buýt trung chuyển người dân từ các bãi xe trên quốc lộ 22 và xã Tân Thông Hội vào tư gia nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Lộ trình của tuyến xe này sẽ bắt đầu từ bãi xe trung chuyển số 1 trên đường số 26, xã Tân Thông Hội, đi theo đường số 26 tới bãi xe trung chuyển số 2. Sau đó sẽ theo các tuyến đường Lê Minh Nhật qua đường số 54, bãi xe 3, sang Ngô Thị Nào rồi rẽ sang Lê Thị Hồi, đến Lê Minh Nhật vào quốc lộ 22, sau đó qua đường số 26 đến bãi xe trung chuyển số 1. Thời gian hoạt động của tuyến xe buýt bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm nay lúc 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 13 giờ 15 phút cũng trong ngày hôm nay. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cập nhật của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin được kính chào quý vị. Thank you.
Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua thì không khí lạnh khô đã bao trùm miền Bắc. Vì vậy mà thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ đã chuyển sang trạng thái rét nhẹ và khô vào trưa chiều. Trong ngày thì trời có nắng nhiều ở khu vực phía Đông, với nhiệt độ cao nhất thì phổ biến là từ 22 đến 24 độ. Riêng với vùng Tây Bắc, khu vực Lai Châu thì không khí lạnh tác động muộn hơn nên trời chuyển nhiều mây và có mưa rào. Dự báo trong hôm nay với sự suy yếu của khối khí lạnh thì toàn bộ Bắc Bộ tiếp tục có thời tiết tốt. Sáng sớm nhiệt độ dao động trong khoảng 15 đến 17 độ, vùng núi ở vào khoảng 11 đến 13 độ. Trưa chiều thì vẫn ở ngưỡng cao là từ 23 đến 25 độ và nhìn chung thì khá là thuận lợi cho các hoạt động lưu thông. Theo nhận định xa hơn thì thời tiết khô ráo sẽ còn tiếp diễn trong một vài ngày tới. Tuy nhiên thì sự biến tính của không khí lạnh của khu vực sẽ xảy ra tình trạng sương mù buổi sáng sớm nhưng chỉ ở diện rải rác và mật độ sương mù thì mỏng. Lui xuống với khu vực Trung Bộ, thời tiết trong ngày hôm qua vẫn còn mưa rào rải rác nhưng đến ngày hôm nay khi mà không khí lạnh suy yếu nhanh thì trời hầu như là không mưa. Riêng với các tỉnh khu vực Nghệ An trở vào cho đến Quảng Ngãi thì tiếp tục duy trì tình trạng nhiều mây. Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh thuộc phía Bắc và Trung Trung Bộ dao động trong khoảng 19 đến 21 độ, cao nhất trong khoảng 22 đến 24 độ. Trong khi đó với khu vực Nam Trung Bộ thì nền nhiệt ngày đêm sẽ phổ biến là từ 24 đến 31 độ. Theo nhận định thì tình hình thời tiết tốt sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới trên toàn khu vực miền Trung. Tại các tỉnh thành thuộc khu vực nhiệt độ tại Nam Bộ chỉ dao động trong khoảng 30 đến 33 độ. Với vùng cao nguyên Tây Nguyên thì cũng chỉ còn từ 27 đến 30 độ. Cụ thể vào ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Đặt chân đến với thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt gặp kiểu thời tiết nhiều mây nhưng tiết trời khô ráo với nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều chỉ dừng lại ở vào mức nhiệt là 25 đến 26 độ. Về đêm và sáng thì trời vẫn duy trì tình trạng rét nhẹ với mức nhiệt thấp nhất trong khoảng 16 đến 17 độ. Thời tiết nhìn chung rất thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân cũng như là các hoạt động tham quan tìm hiểu các địa danh lịch sử nổi tiếng dành cho các du khách tại thủ đô Hà Nội. Nằm trong xu thế thời tiết chung tại các tỉnh Bắc Bộ, tiết trời trong 24 giờ tới ở tại thành phố Cảng Hải Phòng cũng phổ biến trạng thái nắng ráo với mức nhiệt cao nhất lúc trưa chiều nay vào khoảng 24 đến 25 độ. Về đêm và sáng thì trời khá nhiều mây và duy trì ngưỡng rét nhẹ với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 15 đến 16 độ. Nhìn chung thì thời tiết trong ngày hôm nay sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động giao thương tại thành phố Cảng. Độ ẩm trong không khí dao động từ 55 đến 87%. Lui xuống với khu vực miền Trung, tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, về đêm và sáng thì vẫn có mây bao phủ nhiều nhưng trời hầu như là không có mưa. Ban ngày thì trời giảm mây và hửng nắng nhưng cường độ nắng không mạnh nên nhiệt độ cao nhất tại đây sẽ không vượt quá mức nhiệt là 27 độ. Đồng thời thì độ ẩm không khí ở vào mức vừa phải, gió biển thổi nhẹ nên sẽ rất thuận lợi cho hoạt động du lịch biển không chỉ trong hôm nay và cả những ngày cuối tuần sắp tới. Điểm dừng chân tiếp theo là thành phố Đà Lạt. Trong ngày và đêm nay thời tiết khu vực này sẽ ổn định trở lại, những cơn mưa dông không còn xuất hiện nhiều như hai ngày trước đó nữa. Có chăng thì chỉ là những cơn mưa rào nhẹ mang tính chất cục bộ một vài nơi. Và ban ngày thì trời nắng gián đoạn với mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay chủ yếu trong khoảng 25 đến 26 độ. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm tại đây thì khá cao. Chính vì vậy mà mức nhiệt thấp nhất đêm nay chỉ còn từ 15 đến 16 độ. Trời rét và sau đó thì quý vị khi mà đến với nơi đây cũng nên lưu ý là chuẩn bị thêm các trang phục phù hợp để có thể đảm bảo cho sức khỏe của mình. Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày thứ 6 vẫn có nắng sớm nhưng cường độ nắng thì không quá gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ ở vào khoảng 34 độ trong khu vực nội đô. Với khu vực ngoại thành thì nhiệt độ phổ biến ở vào ngưỡng nhiệt là 33 độ. Khoảng từ sau 5 giờ chiều, khả năng trời sẽ chuyển mây dông nên phần nào ảnh hưởng đến quá trình giao thông trong giờ tan tầm. Dự báo xa hơn từ thứ 7 tuần này thì thời tiết tại khu vực Nam Bộ nói chung và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ ít mưa trở lại và thuận lợi hơn cho hoạt động diễn ra trong dịp cuối tuần của người dân thành phố. Đến với Cần Thơ, trời phổ biến mây thay đổi và hầu như là không có mưa. Ngày nắng thì sẽ là thời tiết chủ đạo tại thành phố trong ngày hôm nay. Tuy nhiên cũng tương tự như các tỉnh thành miền Tây, sông nước, cường độ nắng tại nơi đây chỉ ở vào ngưỡng vừa phải với mức nhiệt độ cao nhất không vượt quá mức nhiệt là 32 độ. Thấp nhất đêm nay khoảng từ 24 đến 25 độ. Cùng với đó thì độ ẩm không khí trung bình dao động ở vào ngưỡng 63 đến 92%. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị. Xin kính chào và gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Trong Ngày thơ Việt Nam năm 2018 vừa được tổ chức tại Hà Nội, chủ đề được đưa ra thảo luận là nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước. Hai chữ đồng hành này được hiểu như thế nào? Những người cầm bút sẽ chung tay giải quyết như thế nào với các vấn đề đương đại? Nhà thơ Trần Đăng Khoa sẽ cùng bàn luận vấn đề này trong chương trình Góc nhìn ngày hôm nay. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
Vâng, xin cảm ơn bạn và xin kính chào tất cả các quý vị, những người đang theo dõi các cuộc gặp gỡ của chúng tôi. Nhà văn Việt Nam đồng hành cùng đất nước, đó là chủ đề của Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16. Đây là dịp để những nhà thơ, nhà văn gặp gỡ và để nhìn nhận sứ mệnh của văn chương đối với đất nước, với dân tộc. Nghĩa đồng hành phải nói rằng cái thơ ca nó phải đi cùng một câu hỏi rằng chúng ta phải sống ra sao.